Sáng nay, tại Ủy ban Nhân dân xã Nghi Phú, hơn 200 cựu chiến binh đại diện cho 2.700 hội viên cựu chiến binh trong toàn thành phố Vinh đã có nhiều ý kiến kịch liệt lên án, phê phán những lời nói vô nhân nghĩa của linh mục Đặng Hữu Nam. Đồng thời, thông qua nghị quyết về việc phản đối ông Đặng Hữu Nam, linh mục quản xứ Phú Yên, xã An Hòa gồm 4 điểm. Đề nghị giám mục giáo phận Vinh Nguyễn Tái Hợp, linh mục Nguyễn Văn Đính quản hạt Thuần Nghĩa có biện pháp ngăn chặn và yêu cầu linh mục Đặng Hữu Nam dừng ngay những hành động sai trái, yêu cầu ông Đặng Hữu Nam chấp hành nghiêm pháp luật, chấm dứt các hoạt động phỉ báng lịch sử, xuyên tạc về ngày 30 tháng 4 năm 1975, yêu cầu chính quyền, cơ quan chức năng có biện pháp xử lý ông Đặng Hữu Nam trước pháp luật, yêu cầu ông Đặng Hữu Nam phải xin lỗi nhân dân cả nước nói chung và nhân dân xã An Hòa, cựu chiến binh huyện Quỳnh Lưu, cựu chiến binh tỉnh Nghệ An về lời nói, việc làm xuyên tạc, bóp méo lịch sử. Cũng trong sáng nay, Hội cựu chiến binh các xã Quỳnh Lâm, Quỳnh Ngọc và Quỳnh Thuận, huyện Quỳnh Lưu đã tổ chức cuộc họp kịch liệt phản đối và yêu cầu xử lý nghiêm linh mục Đặng Hữu Nam. Đặng Hữu Nam, đội lốt linh mục có hành động chống phá cách mạng, đi ngược lại đường lối của Đảng, Nhà nước. Linh mục Đặng Hữu Nam là kẻ phản động, dám phủ nhận cuộc kháng chiến thần thánh của dân tộc, phủ nhận công lao và những hy sinh xương máu của các tầng lớp nhân dân, các anh hùng liệt sĩ. Điều này không chỉ cựu chiến binh mà tất cả nhân dân đều rất phẫn nộ. Không thể để những kẻ vô ơn như Đặng Hữu Nam, Nguyễn Đình Thục tiếp tục lấn lướt coi thường pháp luật. Đề nghị Đảng, Nhà nước phải trừng trị nghiêm minh Đặng Hữu Nam theo đúng pháp luật Việt Nam.